gì? Không phải tâm. Không có cô. Tại chăm sóc cây thì em cần nhổ cỏ, tưới nước và bắt sâu cho cây. À vậy các em đã chuẩn bị những dụng cụ gì cho buổi lá đợt ngày hôm nay? Không phải gì ạ? Cô, sau buổi lao động ngày hôm nay em cảm thấy chúng em đã giúp vườn rau của nhà trường xanh sạch, đẹp và không còn sâu bệnh nữa. Cô tin chắc rằng là sau cái buổi lao động ngày hôm nay trường mình sẽ có rất là nhiều rau sạch và về nhà các bạn hãy giúp đỡ bố mẹ ông bà mình chăm sóc vườn rau nhà mình là rất nhất trí không?